Sức khỏe của người di cư và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người di cư là vấn đề được các quốc gia ngày càng quan tâm. Thực tiễn hiện nay của đại dịch COVID-19 cho thấy, việc di chuyển, tiếp xúc của người di cư quốc tế đã làm gia tăng tình trạng lây lan của dịch bệnh giữa các quốc gia và trên toàn cầu. Bản thân những người di cư, nhóm dân số dễ bị tổn thương, cũng phải đối mặt với những vấn đề như giảm lương, mất việc làm và đặc biệt là những nguy cơ về sức khỏe. Tại Việt Nam, cơ cấu dân số vàng với số lượng dân số trong độ tuổi lao động lớn đã mang đến nhiều lợi thế cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng tác động rất lớn đến các dòng di cư. Hiện vẫn còn nhiều rào cản mang tính chất quyết định, tác động đến sức khỏe và sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người di cư tại Việt Nam. Xuất phát từ thực trạng đó, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hội thảo khởi động nâng cao sức khỏe người di cư Việt Nam vào ngày 7 tháng 7 năm 2020 tới đây tại thành phố Hà Nội. Hội thảo nhằm trao đổi về vấn đề di cư và sức khỏe người di cư Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị hàm ý chính sách về sức khỏe người di cư Việt Nam. Các nội dung chính được thảo luận: tổng quan về thực trạng di cư và sức khỏe người di cư ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu chính từ nghiên cứu thực trạng sức khỏe người di cư Việt Nam, sức khỏe và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người di cư trong đại dịch COVID-19, sức khỏe người di cư theo tiếp cận của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm ứng phó của chính phủ một số nước, khuyến nghị hàm ý chính sách sức khỏe người di cư Việt Nam. Hội thảo có sự tham dự của các diễn giả là chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Y tế, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Tổ chức Di cư Quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Viện Nghiên cứu Dân số Gia đình và Trẻ em cùng một số chuyên gia từ các cơ quan tổ chức có liên quan. Thông tin và tài liệu của hội thảo được cập nhật liên tục trên website cpcs.vn. Hãy để lại câu hỏi thảo luận của bạn ngay dưới bài viết này và đón xem chương trình để được giải đáp. Tổng đài hỗ trợ 1900 54 5586.